Lạy Chúa Giêsu, con sung sướng vì Chúa đón nhận con trọn vẹn, bởi Chúa yêu mến con vô cùng, như thể Chúa chỉ có một mình con. Chúa yêu mến con như một lời mời gọi, xin cho con biết mau mắn trả lời, đừng để con mãi lo trả lời hộ người khác, nhưng cho con biết chuyên tâm đáp lại điều Chúa đang đòi hỏi con trong giây phút hiện tại. Xin cho con biết dứt khoát ngay với cám dỗ khi nó vừa manh nha, biết quyết liệt tẩy trừ mọi tội lỗi và tật xấu, biết nhận ra mọi bất ngờ trong đời sống đều là quà tặng, và mọi người con gặp đều là sứ giả của ý Cha. Xin cho con biết vui vẻ đón nhận mọi người, tôn trọng tự do và thực tế của họ, biết lo lắng cho họ như thân nhân, hiến dâng với cả tấm lòng cho đến phút chót, phản ứng chân thật, khoan thai, khiêm nhượng, nhân từ và quảng đại. Để đừng phá hỏng công việc của Chúa, xin cho con sáng suốt và can đảm trong mọi trường hợp, biết quyết định đúng khả năng và quyền hạn, biết cân nhắc và tiên liệu như một người lãnh đạo, biết đáp ứng đúng lúc, biết trật tự ưu tiên, biết làm việc nghiêm chỉnh đến nơi đến chốn, và có được một tâm hồn trẻ thơ, tín nhiệm vào Chúa, nhớ rằng chính Chúa sẽ lượm dùm những gì con vui lòng bỏ lại, và trong tay Chúa nó sẽ đẹp hơn nhiều. Ôi anh và Chúa vô cùng yêu dấu, Giêsu của con khờ khạo, vụng về và bất lực, xin lôi con đến với Chúa, xin kéo con dừng lại một chút, để con kịp nhận ra, ở đây và lúc này, Chúa đang chờ đợi con dâng hiến thế nào, trong tâm tình, nơi sự lắng nghe, trên khuôn mặt, trong lời nói và hành động. Người khác sẽ nghĩ gì về con không quan trọng, điều quan trọng là con hãy yêu mến Chúa và mọi người. Chúa ơi, xin cho con đừng khao khát thành công, chỉ khao khát thuộc trọn về Chúa, để một khi con được Chúa chiếm hữu, mọi việc con làm đều thành đạt như ý Chúa muốn. Xin hãy làm chống mình con ra, và hãy dùng Thánh Thần Chúa mà toàn quyền hành động nơi con, cho con được cùng với mọi sự hướng về tình yêu và vinh quang của Cha nhân ái. Amen. Nơi đồi vắng ngồi nghĩ suy, tình Chúa thương ta như biển quá bao la, nhưng trời rất cao xa. Ngày hôm nào phản nghịch với Ngài, Ngài lại không giết đi, mà lại sai con của Ngài cứu chuộc ta. Trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con là ai mà Chúa đã yêu con. Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha tạo sinh muôn loài. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Con, cứu chuộc trần gian tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Ba, Thánh Hoa tái sinh con người, tấm lòng con kính dâng lên, muôn vàn cảm mến thành tâm. Nơi đồng vắng Ngài Giáng sinh, dựa máng chim ăn chỉ vì quá yêu con nên Ngài xuống dương gian.
rồi hôm nào thập hình vác nặng, trần chuồng thân chết treo, chuộc tội thánh cho nhân loại vương buồn nhớ. Trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con? Con là ai mà Chúa đã yêu con? Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha tăng sinh muôn loài. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Con, cứu chuộc trần gian tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Ba, kính dâng lên muôn vàn cảm mến thành tâm. Trần thế Ngài đã sai thần khí Ngôi Ba, thương người đến dương gian cho người trí khôn ngoan. Ngài cho ta thật nhiều sức mạnh và nguồn ơn uy an, để rồi ta gieo tin mừng khắp trần gian. Trước mặt Chúa con là chi mà Chúa đã thương con? Con là ai mà Chúa đã yêu con? Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha tăng sinh muôn loài. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Con, cứu chuộc trần gian tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Ba, thánh hoa tái sinh con người, tấm lòng con kính dâng lên muôn vàn cảm mến thành tâm. Trao cho con không cất giấu chôn vùi, nén bạc Ngài đã trao cho con, dầu tôi tớ thấp hèn. Nén bạc Ngài đã trao cho con, thêm năm nén sinh lời. Nay đến đây hiến dâng Ngài, của Ngài đã trao ban này sinh ích cho đời con. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành.
hãy tin vào hưởng niềm vui vinh phúc. Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này hỡi đầy tớ đã tin. Nhật ký 661, ngày 16 tháng 7, tôi thức cả đêm để cầu nguyện. Tôi suy gẫm về cuộc thương khó Chúa và linh hồn tôi quằn quại dưới gánh nặng phép công thẳng của Thiên Chúa. Bàn tay Chúa đã chạm đến tôi. Nhật ký 662, ngày 17 tháng 7. Ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con gặp bao nhiêu chống đối trong vấn đề này, bao nhiêu trách mắng con phải chịu đựng, bao nhiêu cười nhạo con phải chấp nhận trong thanh thản. Ôi, một mình con có lẽ không sao vượt qua nổi việc này, nhưng với Chúa là tôn sư của con có thể làm được mọi sự. Ôi, một nụ cười mỉa mai gây ra vết thương tê tái biết bao, nhất là khi người ta nói ra vẻ hết lòng thành thực. Nhật ký 663, ngày 22 tháng 7. Lạy Chúa Giêsu của con biết sự cao cả của một người được chứng thực qua các việc làm, chứ không phải bằng những lời nói hoặc cảm nghĩ của họ. Chính những công việc chúng con thực hiện sẽ nói về chúng con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng để con mơ mộng, nhưng ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh, cho dù đến cuối đời, nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen. Nhật ký 664, tháng 6. Lạy Chúa Giêsu của con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường bao. Hội dòng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là lòng thương xót của người. Họ sẽ không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới. Và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình. Họ sẽ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng lòng thương xót Chúa sẽ hiện hữu trong giáo hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tù sẽ làm việc như những con ong, nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt. Còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh. Nhật ký 665, ngày 29 tháng 6 năm 1936. Cha Anzad bảo tôi làm một tuần cửu nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cho linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai lệch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, bách hại và đau khổ man vàn, kể cả sự xung khắc và sợ hãi tự nhiên.
Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chúng ta bước vào ngày thứ bảy trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Và trong ngày thứ bảy, chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, những người tôn sùng lòng thương xót Chúa. Chúng ta cũng xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, cầu nguyện cho các cụ già, các tội nhân, các gia đình nghèo, những người đang gặp khó khăn. Cầu nguyện theo ý khấn của cộng đoàn và cầu nguyện cho quý vị ân nhân của lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu, Ngài từng đổi mới khuôn mặt của thế giới. Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu, xin hãy ở cùng hội thánh Chúa mọi nơi. Từ lúc khai sơ, khi vũ trụ này còn trống rỗng hoang vu, Ngài bay lượn trên nước, răng gieo mầm xóm để khắp chốn mừng vui. Thánh Thần tình yêu, Thánh ngọn lửa thiêu, Ngài từng đổi mới khuôn mặt của thế giới. Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu, xin hãy ở cùng hội thánh Chúa mọi nơi. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phan nghênh lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi,
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên bà tang sang xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tông vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông cầu. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sang loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con, dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con, dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con, dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô
Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Ngày thứ bảy, cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Hôm nay con hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của Ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim từ bi Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa, để nhờ chính quyền năng Chúa họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính. Trái lại, lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương những người sùng kính, cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha. Họ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sống động. Bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu, và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi lạy Đấng tối cao, con van nài Cha hãy rủ lòng thương xót, vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha. Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng đích thân Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang Ta trong cuộc sống của họ và cách riêng trong giờ lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la không cùng của Cha. Amen. Lạy Cha Đấng đầy lòng trắng ân, Đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông ngôi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng
Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin tha. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kinh lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện chú. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, trong ngày thứ bảy của tuần 9 ngày khấn lòng thương xót, xin Chúa thương xót tất cả cộng đoàn chúng con, thương xót đến những người tôn sùng lòng thương xót Chúa, thương xót đến quý vị ân nhân của lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta vùng bái tôn thờ và dâu tinh ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đứng tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng Chúa vang hòa. Khói trầm bay tỏa ngát hương, để tiếng Chúa thánh linh nhân rỗ khung tan dương cảm tạ.
bánh bơi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Xin dâng cho lòng thương xót Chúa, dĩ vãng đời con là biết bao lỗi lầm. Xin dâng cho tình cha ưu ái, tương lai đời con xin an bài đỡ nâng. Xin dâng lên cha giây phút này một bên mà thôi. Xin dâng lên cha trọn cuộc đời, để nên của lễ vàng nên khung ngợi ca. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa châm tôi nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đứng Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.